Nếu như vô tình nhìn thấy video này, xem như bạn cuộc chiến, chủ đề hôm nay sẽ là họ quyết định gì sau khi im lặng. Và đây là video chọn tụ bài, và các bạn sẽ chọn một tụ bài phù hợp với năng lượng của mình. Đối tượng xem trải bài là những bạn thắc mắc không biết sau khi im lặng họ có quyết định gì, buông tay hay là tiếp tục sẽ đến với bạn một lần nữa. Thì trải bài này sẽ trả lời cho các bạn, và các bạn sẽ chọn tụ bài. Mình sẽ đếm từ 3 tới 1, các bạn chọn ha. 3, 2, 1. Và lưu ý các bạn, vì đây là trải bài chung, hy vọng các bạn tiếp cận trải bài một cách tích cực và cởi mở nhất. Xin kết nối với tụi cô gái, bởi vì hôm nay là thứ 3, do năng lượng sẽ ra quyết định sẽ rất hợp trong trải bài này. Và liệu họ sẽ quyết định gì sau khi ngắt kết nối với các bạn? Lá bài đầu tiên đại diện cho năng lượng tình huống các bạn đang gặp phải. Thì ở giai đoạn này có thể có sự nhầm lẫn và lừa dối trong tình cảm. Bạn thấy là mình thực sự là lạc lối luôn, bởi vì cái khía cạnh đen tối và tiêu cực của ánh trăng đang hiện diện trong cuộc sống của các bạn. Nó đại diện cho sự bối rối không vui. Bạn muốn đạt được tình yêu của người này, nhưng bạn không biết chắc là điều gì để mình làm. Bạn phải đối phó với sự lo lắng, sợ hãi của mình bằng cách là tự mình vượt qua chúng, giống như là tự mình phải đi trên con đường của mình vậy đó. Lúc này bạn chỉ cần tin vào chính mình, chỉ cần tiến về phía trước thôi. Bởi vì khúc này là cái khúc giai đoạn trực giác cho thấy bạn phải chiến đấu với sự tổn thương và đau buồn, sự bối rối. Đôi khi các bạn lại tự lừa dối bản thân của mình là mình ổn, nhưng có thể bạn đang hiểu sai cảm giác của chính mình rồi. Bởi vì bạn đang bắt đầu cải thiện cái điều này, dần dần bạn sẽ thấy mọi việc nó sẽ tích cực hơn. Bởi vì cái năng lượng tiêu cực nó khiến cho bạn không có thấy gì hết. Đây là lúc bạn nên trải nghiệm và giải phóng ra tất cả cái năng lượng tiêu cực. Mình đừng có suy nghĩ tiêu cực mọi thứ, mình chỉ nhìn thấy bài học và điều tích cực thôi các bạn. Bởi vì làm như vậy thì cái bóng tối nó mới đi được, còn không các bạn sẽ mãi mãi chìm trong cái sự đau khổ của chính mình. Để trước khi biết được họ quyết định gì sau khi im lặng, thì bây giờ mình phải đặt tự câu hỏi, tự mình đái lòng của mình xem trực giác trái tim của mình nó trả lời cái gì. Bạn thấy là mình thực sự có yêu cái người này không? Và họ có yêu bạn không? Bạn nhìn vào cái hành động á, chứ đừng có nhìn vào lời nói. Đôi khi cái sự lừa dối không nhất thiết phải có trong cái động cơ này. Bởi vì thực sự bạn có muốn tha thứ và có muốn cho người này trở lại hay không? Ở đây bạn đừng có che giấu sự thật, đừng có lừa dối chính bản thân của mình nữa, đừng có hoang tưởng về tình yêu nữa. Vì cái chính hoang tưởng là bạn là người quan trọng khiến cho bạn bị tổn thương đau khổ thôi. Bởi vì bạn đặt kỳ vọng và mong muốn quá nhiều rồi. Bây giờ mình thử buông cái mong muốn mình đi, mình buông cái kỳ vọng mình xuống, tất cả mọi thứ nó được rõ ràng hơn. Và mình rất hy vọng là các bạn hãy lắng nghe cái trực giác bản năng của chính mình, nhưng hãy cố gắng làm sao đừng có để sợ hãi, đừng có để kỳ vọng mong muốn mình vô đó. Mình thật sự là liêm chính nội tâm, tách nó ra khỏi hẳn luôn, đừng có để nó chi phối bạn. Bởi vì cái chi phối này chính cái sự ích kỷ, cái lòng tham của bạn chi phối, chứ không phải cái thật sự bạn muốn và bạn cần. Bởi vì các bạn đang bị cái ảo ảnh của ánh trăng lừa dối các bạn. Và bạn có thấy hình ảnh của hai con vật hai bên không? Nó tượng trưng cho bản chất là vừa hoang dại và vừa văn minh. Cái kiểu được đấu tranh bởi cái ác và cái xấu, sự ích kỷ và sự bao dung. Bây giờ mình nên chọn cái tích cực để mình sống, bởi vì nếu chúng ta chọn tiêu cực thì chúng ta tiêu cực luôn. Ở đây cho thấy hình như các bạn đang ảo tưởng về tình cảm của mình. Bạn ảo tưởng rằng họ thương bạn. Thật sự không có, bạn tự ảo tưởng tự nghĩ vậy thôi các bạn ơi. Bạn trở về với thực tế đi. Và lá bài thứ hai sẽ đại diện cho cái việc là họ quyết định gì sau khi im lặng và kết nối với các bạn. Thì các bạn có lá bài là Bay of Pentacles. Thì ở đây họ quyết định gì? Thực sự họ không có tập trung vào tình yêu với các bạn, bởi vì họ phân tâm quá nhiều thứ trong cuộc sống này rồi. Họ để cho bản thân mình cần phải nghỉ ngơi và sảng khoái đầu óc.
do là họ đang cảm thấy quá tải với những yêu cầu và mong muốn kỳ vọng ở bạn. Họ muốn cái sự trợ giúp, mà cái trợ giúp này bạn không có giúp để cho họ yên. Do đó, họ thấy là họ đang có một mối quan hệ lãng mạn không có vững chắc và ổn định gì hết. Nhưng có lẽ là họ đang có sự hun hút ở cái việc khác chứ không phải là bạn. Ở đây có thể là cái việc này họ hun hút bởi người khác, hoặc công ăn việc làm, hoặc sự nghiệp, hay cái gì đó không biết nữa. Có thể họ thôi thúc một cái thú chơi vui như đánh bạc hay là uống rượu, mình không biết cái gì. Nhưng chắc chắn họ không có thể kiểm soát được hành động của mình. Và bản thân của họ ngay lúc này cũng chưa có sự cam kết muốn đến với ai hết. Họ không có muốn đầu tư vào cái vấn đề tình cảm. Họ không có tập trung vào tình yêu. Và họ phân tâm bởi những cái người mới, bởi vì bên xung quanh họ có quá nhiều hoa thơm và cỏ lạ. Và bản thân của họ cũng thấy là cái mối quan hệ của bạn hồi xưa nó quá trì trệ và đơn điệu, hoặc họ sự kìm kẹp của bạn hay là cái gì đó quá đáng, nên họ quyết định là cái sự thất vọng này bắt nguồn từ sự nhàm chán mà ra. Nếu như bạn cần, bạn nỗ lực nhiều hơn để cho thấy là tại sao họ lại có thể yêu bạn, làm sao bạn trở thành cái người họ muốn ở gần mới là điều quan trọng. Bởi vì cái mối quan hệ này mình thấy nó đang bị trì trệ và đơn điệu lắm. Đơn giản họ quyết định gì? Họ quyết định là không có nỗ lực cho tình yêu này. Họ quyết định là họ không có muốn đạt được mối quan hệ này. Bản thân bạn nếu muốn bên cạnh người này, bạn cần phải nỗ lực rất nhiều. Mà nỗ lực làm sao cho thấy bạn không phải là người nhàm chán. Ở bạn là cái nơi thú vị họ muốn đến, và họ muốn yêu, và họ muốn cam kết. Nhưng liệu là bạn có sẵn sàng để hy sinh để đạt được tình yêu của người này hay không? Đây là một câu hỏi rất lớn mà bạn cần phải trả lời. Để nói sự kết hợp của hai lá bài này, thì thực sự các bạn có 50% cơ hội để trở lại với người này. Tuy nhiên cái hình ảnh núi ở đây rất nhiều, do đó các bạn phải mạo hiểm nếu như bạn muốn đi vào cái vùng đất tối tăm mà chưa hiểu được họ là gì. Đây là thử thách cho những ai muốn đặt chân vào trái tim của họ. Là con đường, cái mối tình này chính là những người thích phiêu lưu và mạo hiểm. Thật sự nó đòi hỏi ở bạn rất lớn để nỗ lực. Và khi hai lá bài đứng cạnh nhau, mặc dù nó không có liên quan lắm, nhưng mà nó cơ bản, nó giúp cho bạn sáng tỏ ra tình hình hiện tại của bạn và đưa ra bạn cái đường để các bạn quyết định tốt hơn cho mình. Bởi vì đòi hỏi các bạn phải nỗ lực, đòi hỏi cái sự thận trọng rất nhiều, làm sao sát với thực tế, đừng để cho nỗi sợ hãi hay mong muốn bên trong của mình nó điều khiển cái việc này. Đây là cái điều bạn cần phải chú ý ha. Và mình xin kết thúc trải bài các bạn ở đây. Trải bài sau sẽ là thông điệp của vũ trụ sẽ gửi đến mối tình của bạn là gì, các bạn đón xem ha. Xin kết nối năng lượng với các bạn chọn tụ con thỏ. Hôm nay là ngày thứ 3, rất hợp cho năng lượng của trái bài ra quyết định. Để trả lời cho câu hỏi là họ quyết định gì sau im lặng. Đầu tiên, tình huống hiện tại của các bạn thì các bạn có lá hai kiếm đại diện cho năng lượng này. Và tình huống các bạn gặp phải ở đây cho thấy là có việc sự buộc phải đưa ra lựa chọn rất là khó khăn, rất là nhiều luôn. Và cho thấy cái thanh kiếm hai bên chứng tỏ cho hai lựa chọn dẫn đến hai hướng khác nhau, mà hai hướng này nó loại trừ lẫn nhau nha các bạn. Nó mô tả cho sự bế tắc thật sự, có nghĩa là vấn đề này hết được xử lý bằng trái tim rồi, mà phải bằng giải quyết bằng tư duy logic và hợp lý. Ở bên đây cũng đại diện cho sự ảo tưởng và lừa dối, bởi vì bạn đang gặp một cái giai đoạn là rất khó khăn khi phải lựa chọn cái nào đúng cái nào sai, nên tiếp tục hay là chờ đợi, hay là cái mình buông luôn. Thì cái này cũng chưa biết rõ luôn, bởi vì mình đang bế tắc thật sự. Bởi vì giờ đi cũng có lý do, mà ở lại cũng có lý do, không có hồi kết luôn. Và bạn bây giờ tự nhiên cái xuông sao mình đứng ngay ngã ba đường, mắc kẹt ngay chính giữa, chẳng biết làm gì. Mà cũng có không ai giúp bạn để bạn biết mình phải làm gì luôn. Một tình huống này lúc này là mình chẳng biết phải làm gì, thật sự bế tắc. Bởi vì hai đường đều bị phân chân, không thấy cái gì mà sáng lạng hết trơn á. Thật ra ở đây thông điệp, nếu như mà các bạn biết cân bằng và các bạn biết giao tiếp hợp tác với người đó lúc trước,
thì mọi việc nó khác hẳn rồi. Bởi vì mình mắc kẹt là bởi vì không có giao tiếp, mình không thấy tìm sự cân bằng, ở đây bị lấp lửng. Và có lẽ bạn đang chờ cái quyết định từ người họ, thì lá bài này rất hợp nha. Bởi vì các bạn phải cần kiên nhẫn và tránh gây áp lực cho người đó. Bởi vì khi bạn áp lực quá, họ sẽ đưa ra cái quyết định rất là đột ngột. Mà thông thường cái gì mà không suy nghĩ kỹ thường dẫn đến cái kết quả không được tốt và tiêu cực. Và bạn bây giờ mình muốn mình bịt mắt lại, kệ ai quyết định gì quyết, mình ngồi im lặng vậy đó, chứ bạn không biết giải quyết gì hết. Cái kiểu là an phận, được không được cũng không sao, tại thấy bên nào cũng không hấp dẫn. Khúc này bạn tránh hoàn toàn luôn nha, không biết lựa gì luôn. Nhưng mà bạn phải cẩn thận để không bị người ta đưa bạn một cái thế mà lựa chọn khác để thay bạn. Do đó, cái bây giờ là mình phải làm cái gì đó, đừng có để cho họ đưa vào cái phán quyết gây sự bế tắc cho chính bạn. Đây không phải lúc mình nói những cái vấn đề đúng sai, đây là lúc phải cẩn thận nói chuyện để tìm ra sự hòa hiệp giữa hai bên. Bây giờ mình ưu tiên bản thân của mình đi, gỡ cái bịt mặt ra đi, tập trung vào mình phát triển bản thân, làm sao cho mình thông minh, làm sao cho mình giá trị xinh đẹp, ưu nhược điểm rõ ràng, được không được, tại vì mình đâu có quan trọng đâu. Bởi vì bạn không quan trọng rồi, đừng có để cho cái gì đó khiến cho bạn dằn xé cái nội tâm của mình. Bây giờ được không được, mình phát triển bản thân mình đẹp trước đã, mình xinh đẹp, mình tài giỏi đi, mọi chuyện chẳng gì hết. Và bạn nhớ từ bỏ cái tâm lý là lo lắng sợ hãi, sợ người ta từ chối. Cái năng lượng này là người ta bỏ thiệt đó, dẹp bỏ cái năng lượng sợ bị từ chối ha. Và lá bài thứ hai đại diện cho sự quyết định của họ sau khi im lặng là gì, thì ở đây cho thấy người này đang tập trung rất cao độ nha, chính vào cái tập trung vào cái niềm đam mê cá nhân của họ. Họ đại diện cho một năng lượng tích cực rất là nhiều, một người thực sự đang có kế hoạch để đạt được một cái thành tựu đáng kể, mà cái thành tựu này họ chắc chắn đạt được trong thời gian rất là ngắn. Và sẽ có một ý nghĩa cái một người phụ nữ sẽ giúp đỡ họ trong cái việc thăng tiến sự nghiệp của chính người này. Bạn coi chừng cái người này là người tình địch của bạn luôn nha, nên phải cẩn thận. Cho đó khi mà xuất hiện lá bài này thì họ đang tìm câu hỏi rất là sớm để cho thấy được là người yêu của họ là ai. Và bản thân của họ bây giờ đang suy nghĩ thôi, họ chính là một cái người độc lập, họ rất tự tin, hướng ngoại và thân thiện. Do đó họ tiếp cận với tình yêu một cách rất là thoải mái, tự tin rất là nhiều. Bởi vì bạn không có khả năng thay đổi con người họ đâu, mình chỉ có khả năng thay đổi mình để mình phù hợp với người ta thôi. Và bạn bỏ kỳ vọng mong muốn của mình, bạn thực sự phải quan tâm đến họ, bởi vì họ không quan tâm đến ai khác ngoài ý nghĩ của họ hết. Đây là cái điều khuyết điểm của người này. Nếu bạn muốn đến với cái người này, bạn phải cởi mở và tự hào về chính giá trị của bản thân bạn, thì bạn mới có thể đến được. Còn nếu như bạn lo lắng về vẻ bề ngoài của mình, cách nhìn nhận của người ta về bạn, bạn thấy mình không có hợp, không có giá trị, thì chắc chắn bạn không phải là sự lựa chọn của người này. Thì bản thân bây giờ họ tự tin, độc lập vậy, họ có nhiều lựa chọn lắm. Do đó bạn muốn được người này, đương nhiên bạn làm gì? Mình phải dũng cảm, mình phải đưa cái tự chủ, bản chất tự tôn của mình lên. Mình giá trị, mình xinh đẹp thì thu hút họ đến với bạn thôi. Bởi vì bạn sẽ truyền cảm hứng cho họ thấy bạn hứng thú, bạn không nhàm chán. Ở đây nếu bạn thành công thì họ cũng sẽ để ý tới bạn. Bởi vì cái người này ham thích cái bề ngoài, ham thích cuộc sống cởi mở, ham thích đối tác của mình phải thực sự là xứng có giá trị. Bởi vì người này là một người nhân vật rất là sexy, rất là gợi cảm. Do đó họ cũng muốn ở bạn có điều này. Do đó hãy trung thực và thẳng thắn nhất đối với bản thân của mình cũng như đối với họ, để thấy là mình cần phải hành động, gỡ mở cái bịt mắt mình xuống, làm cái gì đó, quyết tâm, đam mê, vui vẻ, tự tin, cởi mở hơn trong mối quan hệ, thì quả may bạn sẽ có người này đến được với nhau thêm một lần nữa. Bản thân người này đang tìm môn răng hộ đối, người xứng đáng với họ các bạn, người hỗ trợ họ chứ không phải kiếm một người kéo họ xuống. Bạn ghi nhớ điều này ha. Ở đây bạn thấy không? Bởi vì họ mang năng lượng mạnh mẽ tự tin, trong khi bạn lại mang năng lượng sợ sệt thiếu quyết đoán. Sự kết hợp này
quan trọng bạn phải nâng các niềm đam mê của mình lên, làm sao cho mình phải xứng với họ. Bởi vì cái gì cũng vậy, môn đăng hộ đối, phải cùng năng lượng mới yêu nhau được các bạn, khác năng lượng sao yêu. Do đó, khuyến khích các bạn phải cân bằng tất cả mọi thứ, tư duy logic đưa ra quyết định sáng suốt nhất cho mối quan hệ này. Sự kết hợp này đòi hỏi bạn phải vượt qua cái mối trở ngại, tạo ra kết quả tích cực nhất thì bạn mới có cơ hội. Và cũng như trả bài trước, các bạn có 50-50 cho cái việc quay trở lại với họ hay không. Và trải bài này cũng liên quan đến các bạn thuộc cộng đồng LGBT nha. Bởi vì hai bạn đều mang năng lượng nam hết. Nếu hai bạn là người bình thường thì chắc chắn cái người mang năng lượng nữ cũng có tính nam trong đây. Do đó các bạn phải nghĩ là mình là năng lượng nữ, mình nên giảm cái giới tính nam trong người một chút xíu để có thể hòa hợp với họ. Và bởi vì ở đây có dấu hiệu là bạn thấy là bởi vì cái năng lượng nam, do đó họ muốn cái gì đó phải có lý tưởng trong cuộc sống, phải làm được cái này cái kia, thành tựu rất là nhiều. Bạn phải nên xây dựng mình như vậy luôn. Dù là nữ bạn cũng phải làm luôn. Bây giờ là thời đại 4.0 rồi, một phải khác hẳn các bạn. Và ở đây các bạn có hai hướng khác nhau, hai hướng đối lập, chứng tỏ ở đây có sự bế tắc và căng thẳng nhẹ cho mối quan hệ này. Đôi khi là họ cao hơn bạn, là bạn thấp hơn họ, hoặc ngược lại. Cái kiểu giống như là địa vị song xứng á. Do đó chúng ta muốn được thì tìm sự cân bằng. Từ cân bằng là sao? Mình thấy mình thua, mình nâng cao giá trị mình lên. Nếu mình hơn thì mình vừa vừa xuống để cho họ đến với bạn. Và trải bài chiều nay sẽ là trải bài về thông điệp vũ trụ và cũng như một số điều các bạn cần phải lưu ý cho mối quan hệ này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong trải bài sau.